Chiều hôm qua, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 tại phường Long Hòa và Long Tuyền, quận Bình Thủy. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đánh giá cao tinh thần chủ động trách nhiệm của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Bình Thủy trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Công tác tuyên truyền, giáo dục luật nghĩa vụ quân sự thường xuyên được cấp ủy quan tâm thực hiện, đồng thời đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Bình Thủy tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý tốt số thanh niên trúng tuyển, phối hợp với các đơn vị nhận quân, thực hiện tốt các bước thâm nhập, đảm bảo tốt về phẩm chất chính trị và sức khỏe. Năm 2022, quận Bình Thủy được giao chỉ tiêu tuyển chọn 210 công dân nhập ngũ, trong đó quận giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng là 145 công dân, phần còn lại giao cho Công an thành phố Cần Thơ.